nhiễm, dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm, những rủi ro tiềm ẩn do chính con người tạo ra, những thông tin cảnh báo thiết thực. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Cảnh báo an toàn sống, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn và hơn thế nữa. Chúng liều lĩnh, manh động. Khi vào đường cùng, chúng sẵn sàng ra tay tàn nhẫn, thậm chí tước đoạt mạng sống người khác. Đó là hành vi đáng báo động của những tên trộm cắp vật nuôi. Xuất hiện nhiều nơi, nhất là những vùng quê, nông thôn, khiến dư luận bức xúc. Làm thế nào để bảo vệ vật nuôi và tránh khỏi những hiểm nguy chết người khi giáp mặt những tên trộm đáng sợ này? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Cảnh báo an toàn sống khi giáp mặt kẻ trộm vật nuôi. Em là Đào Duy, MC của chương trình Cảnh báo an toàn sống. Tại vì Đào Duy thấy là nhà của mình không có khóa cổng lại đúng không? Đúng rồi. Dạ, lỡ sơ sót phải không? Dạ, do đó là Đào Duy mới thử cái cảm giác rằng là nếu như gia chủ của mình đi ở đâu đó bên ngoài xong rồi trở về nhà lại thấy có người đang bắt vật nuôi của mình thì sẽ như thế nào. Chứ không có ăn cắp thật, tại vì có camera của chúng tôi ở đây nữa nha, anh thông cảm. Thưa tất cả quý vị, phải nói rằng là Đào Duy ngày hôm nay là một cái kẻ trộm vật nuôi rất là hiền lành đó. Chứ nếu như mà chúng ta giáp mặt với những kẻ ăn trộm mà cảm thấy rằng là rất là nguy hiểm, chúng ta sẽ phải đối diện với điều đó như thế nào? Đôi khi là sẽ có những cái sự xô xát nè, thậm chí có cả tử vong nữa. Và chính vì điều đó nên là ngày hôm nay chương trình Cảnh báo an toàn sống sẽ mang đến cho quý vị một chủ đề, đó chính là làm thế nào khi chúng ta giáp mặt với những kẻ bắt vật nuôi. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, khi giáp mặt với những kẻ trộm vật nuôi, chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào và chúng ta sẽ phải làm ra sao để có thể thoát hiểm được đối với mình cũng như là vật nuôi mà mình đang yêu quý nhất. Và ngày hôm nay, người cùng với Đào Duy sẽ chia sẻ vấn đề này với quý vị. Xin được giới thiệu một khách mời rất là quen thuộc, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Xin chào Đào Duy, kính chào quý vị khán giả. Cho phép Đào Duy được hỏi, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu có nuôi vật nuôi nào ở nhà mình không? Cách đây khoảng chừng 10 ngày, mẹ Hiếu có điện thoại lên, mẹ Hiếu ở dưới quê. Và bà khóc nức nở trong điện thoại. Mình nói hồn rồi, thôi ơi, không biết cái chuyện gì mà mẹ mình khóc dữ vậy. Và thế là hỏi ra mới biết rằng con chó nhà mẹ đó đã bị mất rồi và bị người ta bắt rồi. Và thường là khi nuôi một cái con vật gì đó trong nhà, thương nó lắm, thương nó như em mình, như con mình vậy đó. Cuối cùng khi bị mất thì mẹ cảm thấy bị tổn thương. Ví dụ như mình nuôi chó, nuôi mèo là để giúp cái cuộc sống nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn là chó giữ nhà chúng ta mỗi khi đi xa nhà. Mà bây giờ lại xảy ra một cái tình huống ngược lại, đó chính là chúng ta không dám đi xa vì sợ người ta bắt cái con chó giữ nhà của mình. Vậy thì bây giờ khổ chủ sẽ biết phải làm như thế nào đây ạ? Nói chung là đây là vấn đề của xã hội rồi, cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà cấm những tên trộm đó hoặc là chúng ta canh mỗi ngày được. Thì quan trọng là cơ quan chức năng thì phải tăng cái thí dụ hình phạt, hoặc là nhà trường phải làm sao để mà có thể giáo dục cái dân trí xã hội để hạn chế trường hợp này xảy ra. Chúng ta có hàng trăm cách để có thể bảo vệ được những con vật nuôi mà mình yêu quý. Nhưng thưa quý vị, đối với những tên trộm thì lại có tới hàng ngàn cách để có thể trộm được vật nuôi. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi một đoạn video clip sau đây. Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước liên tục xuất hiện các vụ việc liên quan đến trộm cắp vật nuôi khiến dư luận bức xúc.
Đặc biệt, thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp vật nuôi như trộm chó, trộm gà, vịt, cá, khiến người dân lo lắng. Chúng hoạt động ngày càng tinh vi và có tổ chức. Chúng trang bị đầy đủ các thiết bị để trộm cắp vật nuôi như câu, xuyệt, súng bắn điện, ná thun. Thậm chí, chúng sử dụng cả ớt bột để nhằm đối phó với gia chủ khi bị phát hiện và đuổi đánh. Phải nói là những tên trộm này là quá tinh vi. Chúng ta sẽ làm cách nào để giải quyết được cái vấn đề là hạn chế từ xa những tên trộm này? Thì với những tên trộm mà nó cao tay thì mình phải tìm cách để cao tay hơn. Ví dụ như bây giờ nếu như mà đi rà tôm ở dưới mương của mình chẳng hạn, thì bây giờ làm sao để mà tôm ở dưới mương của mình là không bị rà đây, cá bị bắt đây. Thì như vậy, thí dụ như là chẳng hạn như có nhiều họ đầu tư, sẵn sàng đầu tư làm hàng rào, để mà cái hàng rào đó họ có thể bảo vệ được cái tài sản của họ. Hoặc là thí dụ như chúng ta có những loại khóa mà hơi khó để mà có thể cắt được. Tuy nhiên thực tế thì đó cũng là những cách để chúng ta bảo vệ thôi. Nhưng mà nếu như những có những tên trộm mà mình khóa cửa cho nó trèo hàng rào vô luôn, và thậm chí đứng đối diện mình luôn á, thậm chí dưới quê có nhiều tên ăn trộm chuyên nghiệp đi vô trong vườn bắt cá, bắt gà, khổ chủ phát hiện ra, thế là nó quăng con gà đó, nó quăng con cá đó, nó đi ra ngời ngời vậy đó, là cũng không làm được gì cả. Bởi vậy cho nên là chúng ta có một số trường hợp thì chúng ta cũng không thể nào chống được, mà chúng ta phải làm sao để mà có thể bảo vệ ít cái nguy cơ mà chúng ta mất đồ thôi, hạn chế tối đa thôi. Nói về cái chuyện hạn chế thì có một cái câu chuyện gây phân vân cho xã hội lắm. Bây giờ anh trộm vật nuôi ở trong nhà của tôi, thì bây giờ để phòng tránh anh thì tôi làm một cái hàng rào mà có mắc điện. Dạ, yeah. Và cuối cùng là cái người mà dự tính là chui vào trong có thể là để trộm thì bị điện giật và có thể là tử vong luôn. Thật sự nó rất là nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm cho tên trộm mà có thể nguy hiểm cho hàng xóm và nguy hiểm cho chính con cái trong gia đình của mình nữa. Vì vậy cho nên là tôi cũng thật sự không tán thành cái phương án đó. Tuy nhiên có một số gia đình thì cố gắng đầu tư làm hàng rào cho nó chắc chắn, trồng thêm cả một cái lớp xương rồng bên trong. Thậm chí có nhiều nhà mà có những tài sản quý giá còn đào hào, nó đào mương ở xung quanh cái hàng rào đó để có 3 lớp bảo vệ để mà cho trộm nó không có vào được. Còn số nhà mà có biệt thự mà có thí dụ như chó cảnh mà mấy triệu hoặc cả chục triệu một con á, thậm chí họ còn gắn camera nữa cơ, để mà họ có thể là bảo vệ cái sự an toàn trong gia đình của họ. Thì như vậy chúng ta có thể đầu tư một chút vào trong các thiết bị đó để mà chúng ta có thể là bảo vệ những cái vật nuôi hoặc là bảo vệ cái sự an toàn trong cái khuôn viên gia đình của mình. Nhưng mà Đạo Duy biết rằng là cũng có những gia đình, cái người chủ nhà đáng lẽ là cái người phải đuổi trộm, thì ngược lại trộm lại là người đánh, tấn công và thậm chí làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cái người chủ nhà nữa. Tiến sĩ nghĩ sao về việc này? Thí dụ như đôi khi có nhiều tên trộm nó bị phát hiện ra thì tất nhiên nó làm sai cho nên nó sẽ sợ. Nếu chủ nhà không làm gì nó sẽ bỏ đi. Nhưng nếu như người ta gọi là chó đường cùng á, thì nó sẽ cắn bậy. Và khi dồn nó vào trong một cái thế gọi là mình tri hô, mình bao vây, mình bắt, thì bây giờ không có cách nào tẩu thoát, thì nó sẽ thậm chí là nó sẽ đâm ngược lại cái người chủ nhà. Thì như vậy sẽ có những cái án mạng xảy ra. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà dân làng đánh chết một cái tên trộm và đánh cho đến tử vong luôn, mặc dù thực sự không xứng đáng để mà lấy một cái mạng người chỉ vì một con chó hoặc một con gà. Tuy nhiên vì cái sự bức bách bên trong của dân làng, họ thương con chó của họ, cuối cùng thì lại đi bắt trộm chó. Vì họ quá tức giận cho nên họ đánh một, rồi những người khác họ cũng có nổi giận sẵn bên trong. Thì như vậy cuối cùng thì cả đám đông có thể đánh một cái tên trộm chó hoặc trộm gà và có thể dẫn đến tử vong. Những câu chuyện án mạng hoặc là những câu chuyện mà đánh người chủ hoặc là đánh người trộm đến mức thương vong thì đây không phải là lần đầu tiên mà quý vị nghe. Đạo Duy tin chắc là như vậy. Nạn trộm ở các vùng quê, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đang khiến người dân hết sức bức xúc. Trong quá trình gây án, những đối tượng trộm chó rất manh động, mang theo súng chích điện tự chế, ớt bột và sẵn sàng tấn công chủ nhà khi bị phát hiện hoặc liều lĩnh tấn công cả lực lượng chức năng khi đang trên đường tẩu thoát. Có những trường hợp người dân khi phát hiện trộm chó, vừa tri hô thì chúng dùng súng chĩa bắn mũi tên vào nhà, cực kỳ nguy hiểm. Tại sao mà chủ nhà rượt theo mà lại đánh chủ nhà như vậy? Hoặc ngược lại, tên trộm có đáng để chúng ta đánh cho đến mức tử vong hay không? Đại Duy cũng thấy là những cái nhỏ nó có thể bùng thành một cái gì đó to. Một đám cháy nhỏ có thể thiêu rụi cả khu rừng mà.
Và như vậy thì khi ăn cắp vặt là một hành động sai. Tuy nó nhỏ, tuy nhiên khi cái cơn giận nó đã nổi lên rồi thì có thể biến trở thành một cái án mạng to. Thì như vậy cái sai là từ cái tên trộm trước. Tuy nhiên nếu chúng ta là chủ chẳng hạn thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những phương án ứng xử nào để mà vừa có thể bảo vệ được an toàn của mình, tài sản của mình mà không có phạm tội thì như là ngộ sát hoặc là cố ý giết người. Nếu như mà đang ở nhà cùng với Đạo Duy chẳng hạn, hai anh em trong một gia đình ở chung nhà với nhau và bắt gặp một tên trộm đang chuẩn bị bắt trộm con chó của mình thì tiến sĩ sẽ giải quyết như thế nào? Tôi thì vẫn ưu tiên là xua đuổi hơn là chúng ta đối diện một cách trực diện. Ví dụ như là chúng ta nghe tiếng chó sủa thì chúng ta bật đèn lên, hoặc là chúng ta thấy từ xa là chúng ta tri hô từ xa chứ đừng để lại gần. Thì vậy đó là cái cách để mà chúng ta bảo vệ tài sản và chúng ta vẫn giữ được sự an toàn. Đối với một góc độ là một võ sư thì chuyên gia chuyên về võ thuật tự vệ của chương trình Cảnh báo an toàn sống thì họ sẽ có cái lời khuyên như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình về phương án thoát hiểm nếu như chúng ta phải đối mặt với những tên trộm bắt vật nuôi của nhà mình. Xin chào các bạn. Thì ở vùng quê sông nước là của Việt Nam mình thì đa số là nuôi chó, nuôi heo, nuôi gà gì rất là nhiều. Hiện giờ ở dưới quê mình đang có một cái rộ lên là có người bắt chó. Thì bây giờ để cách nào để phòng chống thì tôi khuyên các bạn, thứ nhất là khi bước ra khỏi nhà thì nên xem xét xung quanh mình, coi khu đó là có những người lạ mặt hay không, hay là những người lạ mặt đi tới đi lui. Và các bạn hãy nhớ, khi phát hiện là người lạ mặt xung quanh nhà mình thì nên cảnh giác, và cái điều đó là cái điều quan trọng nhất để các bạn giữ được thú nuôi của bạn và không mất thú nuôi. Đang lo lâu cuối con chó ra chứ, đang lâu cuối con chó ra. Ê, chó mày. Ê, dừng lại. Xin chào các bạn, ở bất cứ tình huống nào thì cái sự an toàn của mình là trên hết. Thì ở tình huống này tôi sẽ chỉ các bạn cách khi mà phát hiện nó. Đầu tiên các bạn nên cầm một cái cây đi theo. Còn nếu mình không còn cầm cây theo mà đặt trường hợp người ta cầm cây người ta quýnh lên mình thì mình phản như thế nào? Và bây giờ các bạn sẽ theo tôi. Rồi bây giờ người ta thường thường lấy cây người ta sẽ đập từ trên, đập xéo xuống phải không? Đó, thì cái đầu tiên mình không có vỏ đúng không? Thì bây giờ mình cứ né nè, đập lên. Bước là né, thấy không? Cái thứ hai là sao? Mình bước, khi mình bước né đó, cái chân của mình nè, thì khi mình bước qua đây là mình gạt cái chân mình cho người ta còn té xuống luôn. Rồi ba anh quýnh lên. Rồi. Đó, thấy không? Đó. Khi mình đã bắt được đối phương rồi thì cái quan trọng nhất là mình phải là la cứu lên để mọi người súng lại. Nhưng mà khoai súng lại không phải là để quýnh người ta chết, tại vì cái đó là không nên. Mình báo cho chính quyền và để chính quyền giải quyết. Và cái các bạn nên nhớ là khi phát hiện được người ta chậm chó thì đầu tiên là mình phải dùng cầm cây hay gì dí theo. Đừng bao giờ dí không. Dí không mình sẽ không lại người ta, tại người ta chuẩn bị sẵn. Và nhớ gọi cho những đơn vị có thẩm quyền để giải quyết. Đừng bao giờ quýnh người ta, là chết là mang tội. Nói chung là có cách giải quyết rồi. Cách giải quyết đề phòng từ xa, cách giải quyết để chúng ta có thể là đảm bảo được tính mạng của mình và thậm chí cả tính mạng của những tên trộm vặt đó nữa. Còn một điều nữa, theo Đạo Duy nghĩ là đâu đó chúng ta vẫn phải có cách giải quyết là ngăn chặn những cái mầm móng, ngăn chặn những cái tư duy là lười lao động nhưng mà lại đi lấy cái tài sản của người khác để đem đi bán. Vậy thì bây giờ với cộng đồng, với xã hội thì theo tiến sĩ nghĩ chúng ta nên làm gì ạ? Thứ nhất là đối với gia đình của mình, mình dạy con của mình không nên trộm cắp. Thứ hai nữa là gì? Là chúng ta là hàng xóm láng giềng, chúng ta vẫn có thể trợ giúp cho nhau. Tôi nghĩ rằng nó sẽ có thể giảm xuống. Về lâu và dài thì nền dân trí cao sẽ bớt sinh ra cái việc mà trộm cắp. Chúng tôi hy vọng rằng những điều mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong ngày hôm nay sẽ là những cái lời khuyên cũng như là những cái giá trị chân thành nhất để giúp cho quý vị có một cuộc sống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc cùng với những người thân yêu và thậm chí cả những con vật nuôi của mình nữa. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu vì những lời chia sẻ như thế này, và chúng tôi cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Cảnh báo an toàn sống. Không nhãn mác. Những chiếc gối chăn được vô tư bày bán trên các vỉa hè hay chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh.
gối hơi, thậm chí giá cũng chỉ dao động từ 20 đến 35 ngàn đồng một chiếc. Chúng được làm từ chất liệu gì và có nguồn gốc ra sao?